Welcome back to my channel Lu Live Vlogs. Và bây giờ là Lu ăn tối với lại cái món này đây, bánh canh giò heo. Chiều ăn cơm rồi mà gì vẫn còn đói được rồi. Hot. Rất xoay ngon. Trứng cút. Hot and eat. Tập thể dục xong rồi về ăn đêm gì. Tập yoga xong đi về, work thêm.